chăm da. Tuy nhiên ngày hôm nay anh sẽ cho mọi người coi một cái, đó là da của mình trong cái lúc mà mình đang thoa cái chai lau này thì nó đang trong cái tình trạng nó đang hơi sần sần lên một chút. Và lâu lâu thỉnh thoảng chúng ta có những cái thời gian chúng ta ở nhà như thế này thì chúng ta nên để da của chúng ta có được một cái lớp tái tạo mới. Vì vậy nên là khi mà mình sẽ thoa tăng lên, thì khi mà các bạn thoa tăng lên da, các bạn sẽ hơi có cái cảm giác hơi sần sần cái này lên, và nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 7 cho tới 10 ngày tùy từng trường hợp da. Lúc đấy da của chúng ta bong lên, nó sẽ có được một cái lớp da mới và đẹp hơn rất là nhiều. Và như mọi ngày thì bước đầu tiên mình cũng sẽ dậy và chúng ta rửa mặt thật là sạch, đúng không ạ? Và bước thứ hai là chúng ta sẽ dùng chai lau này để chúng ta thoa lên trên toàn bộ khuôn mặt của mình. Những bạn mới thì thường Vân Anh sẽ hướng dẫn mọi người bằng cách đó là chúng ta sẽ các chị em sẽ lấy cái này để xịt ra cái bông gòn và lau đều lên trên da, đúng không ạ? Thế nhưng mà tuy nhiên thì riêng trong những ai mà đã sử dụng rất là lâu và sử dụng đều rồi và da quen rồi và da ổn rồi, da đẹp rồi và đang muốn giữ cho da đẹp hơn nữa, hoặc là muốn cho da có cái tình trạng thay đổi thật là nhanh hơn thì như mình nha. Mọi người nhìn này, bên anh sẽ ấn sang bên này một giọt, mọi người nhìn thấy không ạ? Đó, lượng nước nó chảy và bắt đầu mình sẽ thoa. Mình thoa một lượt ấn đấy là chúng ta có thể thoa được kín hết cả một mặt của chúng ta luôn. Ok không ạ? Thoa đều. Và các bạn có thấy là khi mà chúng ta thoa lên là nó thấm ngay lập tức luôn. Tiếp tục ở bên này chúng ta ấn thêm một lượt nữa. Và chúng ta sẽ thoa tiếp ở bên này ạ. Mọi người nhìn thấy không ạ? Lưu ý này, cái vùng mũi và cái vùng hai bên ria này của chúng ta là cái vùng mà da của chúng ta có lỗ chân lông to, và đặc biệt là đây là cái vùng mà chúng ta sẽ thường bị mụn đầu đen hoặc là mụn cám. Vì vậy chúng ta hãy dành cho nó một ấn. Mọi người nhìn thấy không ạ? Rồi. Và cái giọt này chúng ta sẽ lau toàn bộ ở trên cái vùng mũi và cái vùng ria này của chúng ta. Tiếp tục trên trán, hãy dành cho trên trán một ấn nữa. Đưa sang ạ. Mọi người nhìn thấy không ạ? Chúng ta tránh cái vùng chân mày ra mọi người nhé. Rồi, và chúng ta nhắm xuống, chúng ta lướt qua cái vùng mí mắt của mình. Riêng sản phẩm này sẽ giúp cho các chị em chúng ta có thể thoa được cả vùng mắt. Và đừng quên một điều nữa, đó là chúng ta hãy thoa vùng cổ ạ. Rồi, thoa tiếp một lượt vùng cổ nữa, để chúng ta có một lượt ở trên cổ của chúng ta nha mọi người. Phụ nữ thường nhìn tuổi vào gì ạ? Vào cổ và tay. Chính vì vậy nên mọi người đừng quên chúng ta thoa vùng cổ nữa. Và đặc biệt trong quá trình mà da của chúng ta tái tạo như thế này thì mọi người không thể quên được rằng chúng ta phải dùng kem ban ngày. Tuy nhiên thì ngày hôm nay bước đầu Văn Anh sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái chai lau này một cách đúng nhất. Và anh mong rằng mọi người sẽ có những chai này ở trong tay của các chị em để chúng ta có thể làm căng bóng và mềm mượt da của các chị em nhé. Và hẹn gặp mọi người ở video sau để Văn Anh sẽ hướng dẫn mọi người nhiều những cái phương pháp để chúng ta có thể làm đẹp ở tại nhà được nữa. Bye bye mọi người.